Phi vụ triệu đô với Philip 24M2N3200S chỉ với 3 triệu đồng. Chi tiết xem sau intro nhé. Một dòng màn hình gaming đời mới giá rẻ mà cân được hầu hết các loại tựa game. Đây sẽ là một lựa chọn sáng suốt dành cho các game thủ khi mà được trang bị cực kỳ nhiều các công nghệ. Tấm nền của nó thì không phải là tấm nền VR đâu, mà nó là tấm nền Fast IPS giúp rút ngắn thời gian phản hồi của tín hiệu cũng như là cho góc nhìn lên đến 178 độ. Một thiết kế tối giản với lớp sơn sần che bớt đi khuyết điểm này. Màn hình 24 inch Full HD với viền mỏng 3 cạnh cho trải nghiệm chơi game trở nên cuốn hút hơn rất nhiều. Với Philips 24M2N3200S này thì nó có tần số quét lên đến 180Hz, lại còn thời gian phản hồi 1ms nữa cơ các bạn ạ. Nhờ từ các tựa game đơn giản này đến các tựa game AAA như là Cyberpunk này hay là God of War thì mọi người yên tâm là cái màn hình này vẫn cân được hết nhá. Bạn cứ tưởng tượng là mình đang chơi game thi đấu với cường độ cao đi và bạn cần một cái màn hình mà cực mịn và nó sẽ không bị rớt hình thì yên tâm là màn hình Philips này sẽ kéo lại cái hình ảnh hiển thị lên tới 180 lần trên giây, nhanh hơn rất là nhiều so với màn hình chuẩn của các bạn. Các bạn cũng yên tâm đấy là khi mà mình chơi game ý, thì cái cảm xúc của mình nó sẽ thăng hoa hơn rất là nhiều tại vì nó được hỗ trợ HDR10 nên là cái hình ảnh của nó tươi hơn, nó sắc nét hơn, nó rõ hơn. Hay là kể cả các tác vụ khác như là các bạn xem phim chẳng hạn hay là các bạn xem những cái nội dung trên YouTube thôi thì cái màu sắc hiển thị của nó sẽ rất là đẹp. Với tầm giá khoảng 3 triệu mà còn được trang bị 2 loa 2W nữa nên là các anh em game thủ cứ yên tâm với chất lượng loa của em màn hình này nhá. Cổng kết nối thì được trang bị khá là tối giản thôi, có cổng HDMI này, DisplayPort và jack nguồn. Một phi vụ lên tới triệu đô, cụ thể là 3 triệu đồng như này thì anh em game thủ hốt luôn chứ còn gì nữa. Nếu muốn thì anh em kéo xuống phần mô tả để xem chi tiết nhá. Còn bây giờ thì bye bye.